Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube Lã Nguyên Bảo TV. Hôm nay trong bộ đồ lao động, mời quý vị và các bạn cùng Lã Nguyên Bảo TV tham gia hoạt động trải nghiệm đánh bắt cá tại quê nhà Ý Yên, Nam Định. Và đây, hai bà con đang chuẩn bị tráng để sống cá sau khi bà thu hoạch được. Và tiếp theo là công đoạn gỡ chài, chuẩn bị đưa xuống ao để quây bắt những con cá sau nhiều năm nuôi dưỡng cũng như là chăn thả. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cùng mình. Hôm nay là vào mùng 2 Tết nên thời tiết rất là lạnh. Các bạn có thể nhìn thấy tiếng gió rít rất là mạnh. Nên là mấy ông con trong một bộ đồ bảo hộ lao động rất là kín đáo, rất là ấm để có thể lội xuống ao với không khí lạnh giá như hôm mùng 2 Tết này để bắt những con cá tươi nhất, ngon nhất phục vụ bà con nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Và bây giờ hai anh em đang lên kế hoạch để có thể đưa ra những mét chài đầu tiên răng về những góc ao có thể thu hút và quét được với lại số lượng cá nhiều nhất có thể. Các bạn có thể thấy là mực nước trong ao bây giờ rất là thấp, khi mà mình lội xuống cả nước cả bùn chỉ chừng khoảng 1 mét chiều cao. Nhưng các bạn có thể biết rằng là trong cả đêm vừa qua mình đã kích hoạt máy bơm lên để bơm nước ra ngoài, hạ dần mức nước trong ao xuống khoảng 1 mét, hơn 1 mét nữa, nên mới có một cái mực nước phù hợp như thế này để quét vét những con cá hiệu quả nhất. Từng mét lưới, mét chài dần được vây kín và khép lại vòng vây để cho những chú cá dần dần lọt vào trong lưới, trong chài, chuẩn bị nhấc lên. Và một cái hình ảnh hết sức là thú vị tiếp theo như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vòng vây dần dần được khép lại và những chú cá dù to dù nhỏ dần dần nằm gọn trong lưới. Các bạn có thể nhìn thấy mặt nước đang rung động rất là mạnh do những chú cá đang quẫy dậy trong mẻ lưới của chúng ta. Mặc dù hôm nay thời tiết rất là lạnh trong ngày mùng 2 Tết, nhưng cảm giác được chinh phục một cái hoạt động trải nghiệm như thế này cũng rất là thú vị. Từng mét chài dần dần được kéo lên và vòng vây của những chú cá đang được thu hẹp lại. Chúng đang quẫy rất mạnh, một cảm giác rất là yêu mốt. Được tham gia trong hoạt động như thế này, dù thời tiết có lạnh đến thế, nhưng mà không
không để lại một chút gì đó e ngại để có thể xuống ao và mong muốn rằng sẽ bắt lên những con cá to nhất, một cái sự trải nghiệm thú vị nhất đang chờ ở phía trước. Các bạn có thể thấy mặt nước đang sôi động như thế nào không? Một mẻ lưới rất là lớn, rất nhiều cá đang nằm gọn trong những mét trải cuối cùng. Các bạn có thể đoán xem trong mẻ trai này có thể là bao nhiêu cân cá đây? 50 cân, 70 cân, một tạ hay hơn thế nữa? Lúc nhúc cá đang giãy quẫy rất là mạnh trong những mét trải cuối cùng. Không khí quanh khu vực ao cá rất là sôi động trong ngày mùng 2 Tết, khi mà mọi người đang quần lượn áo là gấm hoa thêu dệt để đi chúc Tết, chơi Tết, du xuân. Còn mình rất là vất vả trong một cái bối cảnh Covid như thế này, phải xuống ao, xuống đầm để quét bắt những con cá để phục vụ cho muôn dân, cho những người xung quanh được có được những con cá ngon nhất, tươi nhất, phục vụ cho những ngày Tết vừa qua. Cá được gom lại rất là nhiều, nước cạn nên là chú em phải luôn luôn tay để té nước vào để tạo oxy, tránh cho cá bị sặc bùn, để ngạt nước dẫn đến bị yếu hoặc là có thể là chết trong một vài giờ tới. Các bạn có thể nhìn thấy những con chấm đen rất là ngon, người tròn như cá quả, đặc chắc. Những con cá này mà lên mâm nhất, number one luôn. Ở quê mình Yên, Nam Định, cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì mùng 2 Tết năm nào nhà mình cũng đánh cá, bắt cá để phục vụ cho nhân dân trong vùng. Nên mùng 2 Tết gần như là một thương hiệu của nhà mình, khi mà có những con cá ngon nhất, chất lượng nhất phục vụ cho nhân dân. Đến khi mùng 3 Tết có chợ ở khu vực của mình thì việc gia đình mang cá ra chợ bán thì cửa hàng cá của mình bao giờ cũng được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân địa phương. Vì số lượng, chất lượng và uy tín trong nhiều năm nên cửa hàng cá của mình thường thì bán hết, bán sạch, bán không còn con nào. Thì lúc đó những phản cá khác của những người buôn cá ở các hồ, các đầm ở nơi khác về, ở cái dạng cá là cá cho nuôi và cá cho ăn tăng trọng mới có thể bán được. Còn khi mà cửa hàng cá của mình còn thì những cửa hàng cá kia gần như là khó có thể cạnh tranh được với gia đình. Nên chính vì thế mà mùng 2 Tết nhiều nhà là thịt giò bánh chưng no say và cũng rất là chán với lại thịt với cá. Thì đây là một
loại thực phẩm rất là phù hợp để cải thiện trong những ngày Tết. Và rất nhiều anh em đến lúc đó sẽ tự tìm đến gia đình để chọn cho mình những con cá ngon nhất, to nhất, khỏe nhất và ấn tượng nhất. Và sau vụ mẻ cá thứ nhất, mình đã vét được khoảng gần 70 kg cá, thì tiếp tục mấy ông con sẽ quét tiếp mẻ thứ hai để vét tiếp những con cá ngon nhất cho chợ đầu năm vào ngày mùng 3 Tết. Và mẻ này hứa hẹn cũng dăm 70 cân nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời tiết vào ngày đầu năm rất là lạnh, nhưng cũng may cái là chưa có mưa phùn nên việc kéo cá thu hoạch cũng tương đối là thuận lợi, mặc dù thời tiết rất là lạnh. Và đây mình trực tiếp bắt được con cá chim. Con cá chim rất là to, con này khoảng hơn 2 cân. Cá ao nhà mình được thả trong môi trường tự nhiên, nước ra vào giữa môi trường trong cũng như là ruộng ở ngoài vào, không cho ăn cám tăng trọng hay bất cứ một nhu yếu phẩm nào khác, nên những con cá rất là chắc khỏe. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chút mẻ cá tiếp theo ra tráng để đưa sang phần nào bên cạnh để nuôi nhốt.
các bạn có thể nhìn thấy những con cá chấm đèn rất là hấp dẫn. Một năm nhà mình chỉ thu hoạch cá có một lần chỉ vào dịp Tết. Dịp Tết chỉ nhằm ngày mùng 2 nên ngày mùng 2 đã thành một thương hiệu của gia đình. Cứ hàng năm vào mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, mọi người cứ đến nhà sẽ có cá để cung cấp cho mọi người. Vào ngày này, bất kể thời tiết, vào đầu xuân có thể là nắng, là mưa, là giá, là rét, thậm chí là một cái nền nhiệt độ lạnh như ngày mùng 2 Tết năm nay. Nhưng việc thu hoạch cá để phục vụ nhân dân là thương hiệu, là uy tín, cần phải duy trì đều. Và trong nhiều năm nay, gia đình mình đã luôn làm được việc đó. Và sự kiện thu hoạch cá trong ngày mùng 2 Tết của gia đình xin được khép lại tại đây. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video tiếp theo trong 365 ngày tới. Còn ngày mai mùng 3 Tết, những chú cá ngon, chất lượng sẽ được cung cấp cho thị trường của nhân dân thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, Yên, Nam Định và những vùng phụ cận. Video mình xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một năm mới vạn sự viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn.